Đừng vội cười, đừng vội cười. Chắc ai đọc tiêu đề cũng sẽ nghĩ là Thẩm Du có gì mà hào hùng. Nhưng trong thực tế lịch sử lại là đề tài xuất hiện nhiều trong thi ca, hội họa, văn học và cả tín ngưỡng. Nó bắt đầu từ điều cốt yếu trong sử thi sáng thế của họ. Thần Atom tạo ra thế giới bằng cách phóng tinh ra khắp nơi. Hành động này được diễn lại hàng năm để cầu một vụ mùa bội thu. Trong những nghi lễ quan trọng nhất của các pharaoh là mang tới sự màu mỡ cho sông Nin bằng cách thẩm du dưới dòng nước của sông mỗi năm. Theo Jonathan McCauley trong cuốn Sách sử tình dục, phụ nữ cũng không nằm ngoài cuộc chơi. Nữ hoàng Cleopatra đã được cho là dân chơi đầu tiên sáng tạo ra đồ chơi dung bằng cách cho ong vào chỗ đó. What? Tuy nhiên, hầu hết các tài liệu trong lịch sử Ai Cập đề cập đến vấn đề thẩm du của nam giới. Hầu hết các sử liệu được viết bởi đàn ông và được đề cao hơn so với nữ giới. Trong cộng đồng Do Thái giáo, việc cấm đàn ông thẩm du dựa trên một đoạn văn trong Kinh Thánh Torah, Kinh Cựu Ước của người Công giáo. Trong sáng thế kỷ 38, Chúa ra lệnh cho Onan, con trai của vị vua lập ra vương quốc Juda, cưới người góa phụ là chị dâu của mình và gieo hạt giống cho anh trai ngươi. Kinh Thánh nói rằng Onan đã vung vãi hạt giống ra đất để tránh để lại nói giống cho anh trai mình. Chúa đã giết Onan vì sự phí phạm. McCauley và nhà tình dục học Đại học California Thomas W. Locker tin rằng nhiều học giả đã hiểu lầm đoạn văn này. Họ cho rằng nó không nói về sự thiêng liêng của tình dục, mà đó là một chỉ dẫn trong luật lệ của người Do Thái. Do đó, bắt buộc Onan phải để lại cho người anh trai đã chết một đứa con. Onan còn chưa từng thẩm du, anh ta đã sử dụng kỹ thuật xuất ngoài. Và bằng bất cứ giá nào, McCauley nói rằng người Do Thái bất chấp luật cấm. Các mốc địa lý cũng giúp xác nhận quan điểm của người Do Thái theo cuốn Lịch sử Do Thái của Đại học Cambridge, được viết bởi Davis, Finkelstein và Cass. Trong thời đại Do Thái, Rabbinic, từ năm 70 đến năm 1000 sau Công Nguyên, những học giả Palestine tin rằng hạt giống của cả nam và nữ đều là ẩn dụ cho đứa bé và tương đối liên quan đến việc tha thứ cho thẩm du. Những người Babylon và người Hỏa giáo, Minh giáo có cái nhìn khác về sự hình thành của bào thai. Đó là điều dẫn đến sự lên án của thẩm du như một tội ác xứng đáng với việc bị xử tử vì đã phí phạm tinh trùng, đại diện cho việc mưu sát một con người. Davis viết, những người Hy Lạp cổ đại cho rằng nam giới thẩm du là một cách cứu cánh cho nỗi tuyệt vọng khi thiếu phụ nữ. Marcus viết, đàn ông được miêu tả rằng họ thẩm du bằng lọ hoa và các bức bích họa đã trở thành nét đặc sắc trong hài kịch bấy giờ. Trong một vở kịch của Aristophanes, một tên nô lệ phàn nàn rằng anh ta thẩm du nhiều đến mức mà chỗ ấy của anh ta nhìn như lưng của một tên nô lệ bị vụt bằng roi. Để chứng minh giá trị của thẩm du như một khoái cảm miễn phí, triết gia Diogenes đã từng thẩm du trước thính giả và gào lên, trên thiên đàng, liệu xoa bụng thế này có thỏa mãn được cơn đói? Sự tự do này không dành cho phụ nữ, những người phải tiết chế và không thể được thỏa mãn khoái cảm mà không có dấu vết tinh trùng trên người. Điều này tạo nên một thực tế rằng phụ nữ Hy Lạp thích những nhà tắm hơi, nơi đằng sau những cánh cửa đóng kín, họ tự thỏa mãn bằng một cái olibos, một thứ mà các sử gia cũng không thể dịch nổi. Những người La Mã cổ đại cũng chấp nhận thẩm du. Nhà thơ Marcus Valerius Martialis đã từng nhắn nhủ với một anh chàng lính canh trẻ, những gì người đánh mất ở giữa những ngón tay là một con người. Ông cũng nói, bàn tay này phục vụ như một tình nhân của người. Những tập tục về tình dục ở châu Á có nguồn gốc từ Tantra, một triết học về tình dục từ 6.000 năm trước. McCauley viết rằng các kiểu quan hệ đều được chấp nhận và đôi khi được tôn thờ bởi một số tín ngưỡng hay giáo phái. Một số cuốn sách về cuộc sống chăn gối, Kama Sutra, đã được soạn vào những năm 200 sau Công Nguyên, nhắm vào những tinh hoa tri thức của Ấn Độ, tầng lớp cao nhất trong hệ thống phân loại xã hội. Nó cổ vũ cho tình dục thô bạo, bao gồm cả đánh và cắn, cũng như quan hệ về các cách khác nhau. Sự nghiêm ngặt trong công việc xuất tinh đã là một phần lý do tại sao thẩm du lại bị cấm và chịu phí phạt, ít nhất là với đàn ông. Trong nghiên cứu của sử gia người Thụy Sĩ Johann Meyer về văn hóa tinh dục của người Ấn Độ vào những năm 500 sau Công Nguyên, ông viết rằng giấc mơ ướt át cũng bị trừng phạt. Những người đàn ông thèm khát tình dục thì được chỉ dẫn như sau. Nếu ngươi ham muốn lúc tỉnh táo, hãy tự dìm mình xuống nước. Nếu ngươi bị tràn ngập trong khi ngủ, hãy cầu nguyện 3 lần để tẩy sạch tội lỗi. Cầu nguyện 3 lần cho một tội ác ngươi phạm phải trong khi ngủ. Nghe có vẻ khá giống Công giáo, nhưng việc cấm thẩm du tồn tại đến ngày nay
là vì việc phí phạm tinh trùng bị coi như sự mất mát về mặt linh hồn. Những nhà truyền giáo Tantra đã mang hệ thống kiến thức tình dục từ Trung Quốc và những vùng khác của châu Á, Triều Hán của Trung Hoa từ những năm 200 trước Công nguyên đến năm 220 sau Công nguyên, đã kết hợp những điều này với đạo giáo và trở thành nền văn minh châu Á đầu tiên viết ra những hướng dẫn tình dục cho người dân. Đạo giáo coi hầu hết các hành vi tình dục là bình thường thì nó cũng không bằng lòng với thẩm du, vì cùng một lý do với Tantra, xuất tinh ngoài cơ thể của một người phụ nữ là sự mất mát về tinh lực. Trong thực tế, một sắc lệnh y tế khuyết danh cổ vũ việc này, gọi nó là một cách phòng thủ trước cám dỗ của phụ nữ. Larker tới một số sắc lệnh với tiêu đề Onania hay một tội ác tàn bạo về tự làm ô uế bản thân và những hậu quả ghê rợn của nó. Được công bố nặc danh vào năm 1742 trong cộng đồng thanh giáo ở Boston, nó nhắc lại đoạn kinh cựu ước đã bị hiểu lầm trong kỷ nguyên khai sáng. Thẩm du là một lối lo ngại, nghiêm trọng. Theo triết gia người Đức Immanuel Kant, ông coi điều đó tệ hơn cả tự sát. Sự sợ hãi phát triển một cách thái quá trong thời đại nữ hoàng Victoria của Anh. Đàn ông đeo vòng trinh tiết hay thậm chí những cái vòng có gai ở dương vật, gai hướng vào trong để kiềm chế sự cám dỗ. Sự phát triển không ngừng của công nghệ đã kiếm lời từ những người phụ nữ tìm kiếm những khoái lạc thầm kín. Khi mà chúng ta có dương cụ giả, thì các nhà khoa học đã khám phá ra một cái có tuổi thọ 28.000 năm ở vùng di tích Swabia thuộc nước Đức. Cái máy rung thương mại đầu tiên còn xuất hiện trước cả điện vào năm 1734. Nó giống như một cái máy đánh trứng. Máy rung từ những năm 1860 chạy bằng hơi nước, và qua hình dáng của nó, chẳng ai có thể nhầm lẫn nó dùng để làm gì. Vào những năm 40 và 50 của thế kỷ 20, tiến sĩ Alfred Kinney đã xác nhận rằng thẩm du là một hoạt động bình thường của người trưởng thành. Một nghiên cứu vào năm 2003 đã chứng minh rằng những người đàn ông thẩm du ít có nguy cơ bị ung thư tinh hoàn hơn. Với người phụ nữ thì cánh cửa cũng mở rộng, tốt cho các chị em. Ngày nay, việc tự thỏa mãn có nhiều lựa chọn. Khi những căng thẳng áp bức con người tôi, với bàn tay trái, tôi giải phóng sự dồn nén qua tinh dịch Gravity ở Pompeii. Bất chấp quan điểm tôn giáo hay cộng đồng của bạn ra sao, từ khi lịch sử ra đời, có một thực tế vẫn đúng: không ai biết bạn làm gì trong bóng tối. Hy vọng các bạn thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập thẳng vào website spyroom.com để tìm đọc thêm nhé. Mình là Pink Dot. Xin chào và hẹn gặp lại. See ya!